Xin chào các bác ạ. Bên em vừa mới tháo thùng được một số loa bass mid-jack hàng bãi của Nhật nha. Rồi em sẽ báo giá từng đôi trong video. Và trong trong các cặp loa này em cũng dán số ở trên từng đôi đấy. Nếu các bác quan tâm đến cặp nào, số nào, liên hệ cho em qua số điện thoại 0966 812 781. Em đã có khoảng hơn 20 đôi các loại đây. Như đầu tiên là đôi loa chép. Đây là dòng loa chép giấy dạng xì ha. Nó có liền cả hộp nữa anh em này. Rồi ở phía dưới đáy hộp nó có cái chữ Made in Japan đây. Nó dòng loa chép hàng Nhật ha. Nó chép giấy dạng xì. Nó ra tiếng xì rất là tí tách và nó nhín tiếng anh em. Hầu như là nó triệt tiêu tất cả khoảng 90% là tiếng chép và 10% là tiếng lời ha. Nó dạng loa chép xì này. Đấy, cặp này nó liền cả hộp. Và có mã số 1 là giá 500 ngàn đồng nha. Đấy, Made in Japan đây. Hàng Nhật xịn anh em này. Rồi mã số 1 là giá 500 ha. Và cặp loa bass 20. Nó cũng là dòng hàng của Nhật anh em. Và cái kiềng này mình có thể tháo ra được. Loa bass 20 gân vải lụa còn rất là mềm và màng giấy ha. Con này cũng vậy này, hai bên đều như nhau hết. Cặp này mã số 2, giá là 600 ngàn đồng. Hiệu Toshiba nha, đến từ Nhật Bản. Đã xương sexy 7 màu. Rồi cái dòng này mình để nghe nhạc anh em ha, hoặc là mình có thể làm loa tiếng mid lâu đấy để hỗ trợ cho dàn karaoke của mình. Nó chở khá là 8 ohm, hiệu Toshiba đến từ Nhật Bản đây. Rồi cặp này mã số 2, giá tiền là 600 ngàn đồng cho một đôi anh em ạ. Bát 20 ha, hàng của Nhật xịn anh em. Và nó có cái kiềng này mình có thể tháo được. Hiện tại là nó dính keo thôi. Đó, bác nào mua có thể cạy nhẹ ra nó sẽ ra rồi ha. Đó, số 2, bát 20, Toshiba đến từ Nhật Bản, giá tiền là 600 ngàn đồng cho một cặp. Ở bên trên đây nè, em cũng đang có tiếp một cặp loa chấp xì này. Như mọi người thấy cũng còn khá là mới ha. Và nó có cả cái kiềng theo loa đây, hình chữ Nhật này. Chấp xì nó có ba cái cạnh để mình tán âm cho nó đều đó anh em. Này, nó có ba cái khía cạnh ha. Chép xì dạng giấy. Rồi bên trong ở phía sau đây. Đấy, giống như một thương hiệu đến từ Sansui SB05 đó anh em. Nó cũng còn khá là đẹp nha. Chép xì Japan này. Nó còn xong hết anh em ạ. Em đã test rồi. Tiếng ra tí tắt nó tắt hồi nãy tiếng anh em. Và cặp này mã số 5 giá là 350.000 đồng cho một cặp này. Ở phía một cặp có cái màng loa nó hơi dính nước một chút anh em. Nó dính chất dầu đấy thì nó hơi ẩm ẩm ướt ha. Chất âm thì bình thường, chất âm hai chiếc như nhau, em đã test hai chiếc rồi, đều như nhau hết. Rồi mã số 5 ha, là 350.000 này. Nó dòng nó chấp xì, tiếng tí tắc luôn, dành cho nghe nhạc nha, không nên hát karaoke đâu, hát karaoke là cháy đấy. Rồi cặp loa số 4 này, là giá 500.000. Loa này loa chấp giấy ha, loa chấp giấy chẳng phải loa mít. Nó có một con tụ ở đây, không biết để làm cái gì này. Đó, tụ 4.7 đây. Đó, về anh em có thể đấu tụ 1.0 hoặc là 1.5 vô nha, để mình nghe nhạc. Đó, con này, cặp chép này, mã số 4 này, giá là 500 ngàn đồng. Nó kèm cả cái kiềng theo loa đây. Đó, kiềng theo loa ha. Con tụ màu xám nằm ở phía bên cái cặp loa này. Đó, nhìn hết trơn anh em, màng cũng đẹp lắm. Này, hai chiếc này màng còn đẹp ha. Mã số 4 này, giá là 500 ngàn đồng cho một cặp. Chép giấy, hàng của Nhật ha. Rồi, dòng chép cao cấp hơn. Đó, mã số 3, 800 ngàn đồng này. Dòng chép Hitachi, chép đôm ha, bên trong là màng nhôm titanium anh em ạ. Đó, Hitachi 8 ohm 20W này. Đến từ Nhật Bản ha, cộng và trừ rõ ràng nằm ở đây. Nó cũng là dòng loa chép tháo thùng ra, tháo thùng trong thùng loa cao cấp ra đó anh em. Nó Hitachi 8 ohm ha. Đó, Japan này. Là mọi người thấy là cũng còn tương đối khá đẹp lắm, mặt trong mặt trước đều đẹp cả anh em. Bên trong là loa chép màng đôm titan ha. Nên cái tiếng nó ra rất là đanh tiếng và nó sáng tiếng anh em ạ. Đó, 8 ohm, cặp này dòng cao cấp này. Dòng chép cao cấp đến từ Nhật Bản. Mã số 3 này, giá tiền là 800 ngàn đồng cho một cặp anh em ạ. Rồi cặp loa bass 20 cũng đến từ Nhật Bản. Bass 20 bằng giấy gân vải lụa nha. Đó, mình thấy cái cặp loa này có thể hát karaoke được này, ghép lại những cái dòng loa, cái dòng thùng loa loa Bose hay loa Pioneer hay loa BB mà bass 20 cùng loại đấy anh em, ghép cho có thể hát karaoke. Đó, cặp này rất là gấu nha. Xương gang đúc bản lớn anh em này. Và cụ từ cũng lớn đó. Hiệu Diatom 8 ohm đến từ Nhật Bản đây. Mã số 6 giá tiền là 700 ngàn đồng cho một đôi. Con này cũng vậy này. Đó, đẹp cả ha. Có cái gân nó hơi bị cứng này, cái gân nó hơi bị cứng ha. Đó, bác nào mua thay gân bên em thì bên em thay cho. Nó tầm khoảng 100 ngàn cặp gân xịn thôi. Cặp gân xịn rất là mềm dẻo nha. Có cái gân này, gân vải lụa này. Do thời tiết lâu năm cũng như là lâu ngày mà không xài thì nó sẽ cứng theo. Nó sẽ cứng theo thời gian. Đó, bác nào mà không thay có thể để như vậy mình xài cũng được, thì nó hơi cứng một chút thôi. Đó, màng cũng đẹp anh em ạ, màng đẹp rồi, tất cả đều là hàng còn ok nha. Này, bên trong là sạch sẽ sạch đẹp luôn.
Côn cũng lớn lắm anh em, bát 20 mà côn như vậy là lớn rồi. Mã số 6 này, giá tiền là 700 ngàn ha. Xương gan đúc, nhìn cái xương không đủ ăn tiền anh em, nó xương đúc rất là dày và nó to. Nó to, thậm chí nó to còn hơn cái loa bát 25 nữa. Đó. Đồ cao cấp của nhà đi tông bát 20 ha. Rồi, cặp này giá là 600 ngàn rồi, cầm đến làng chịch ta. Cặp bát 25 ở bên đây, như mình thấy có một chiếc, nó có một cái vết cấn một chút chút ở đây ha. Còn chiếc này thì màng đẹp mà lỗ mũi hơi bị móp này. Đó, bát 25. Màng màu xanh nha. Hiệu lo đê, mã số 7. Đó, giá là 800 ngàn đồng nha. Con này đánh tiếng khá là hay. Đó, lo đê. 60W, 8 ohm, đến từ Nhật Bản anh em ạ. Này. Đó, đến từ Nhật Bản ha, 6 ohm. Đây, mã số 7 này, giá là 800 ngàn nha. Nó hơi xấu một chút ở cái lỗ mũi này, móp này và nó có một vết cấn nhỏ ở đây. Hoạt động thì bình thường, hai chiếc đều như nhau, nó chỉ là xấu một múi và nó cấn một chút màng thôi. Còn chất âm hai chiếc đều như nhau nha, hàng nguyên zin cả và màng màu xanh này. Đó, chiếc này đẹp anh em, này cổ từ rất là đẹp nha. Đó, lô D 8 ohm đến từ Nhật Bản, 60W đây. Ở bên trong cột cũng khá là vừa đủ xài, nó không to và không nhỏ nha. Đó, có thể làm loa bass được, anh em có thể mua về gắn vô loa bass nhà mình, thay thế dàn loa karaoke hay là nghe nhạc được nha. Bass 25 mà. Rồi mã số 7 này. 800 ngàn đồng cho một cặp bát 25. Ở trên đây là đô lo bát 30. Anh em thấy phía trước rất là đẹp nha. Rồi gân vải lụa, cái gân này cũng hơi cứng, mình xài thời gian nó sẽ mềm lại. Hiện tại nó cũng không cứng lắm anh em, nó còn xài tốt, xài được nha, không đến nỗi nào mình thay đâu, bởi vì vân gân vải lụa mà. Cái con này cũng còn mềm, nó không cứng đâu. Đó, xài khoảng 5-7 năm nữa thì chưa chắc nó hư được. Bên trong côn khá là lớn này, côn 51 nha. Con này nó bằng với lại côn của BMB 850 rồi. Mã số 9 là 1,6 triệu. Đây là dòng loa Sony, hàng công suất lớn anh em, từ lớn này và xương đúc đa chấu dạng đôi này anh em này. Đó, Made in Japan đây. Con chữ Sony này, Made in Japan trên cái xương loa luôn. Ở chiếc này cũng vậy này. Bên trong là sạch sẽ chất đẹp ha. Rồi côn 51, côn này khá lớn, có thể hát karaoke và đánh nó cho cái loa bass của mình, cho cái tiếng bass của mình nha. Thêm uy lực luôn, Sony Japan đây. Nó có cái tem này. Sony đến từ Nhật Bản nha. Mát là 80W, 5 ohm. Đó, mà số 9 này, giá là 1,6 triệu nha. Đây là dòng loa 3 tấc anh em. Loa 3 tấc cao cấp nha, hàng của Nhật xịn này. Những cái cặp cổ loa nó rất là đẹp, cũng như là nó dày đồ, nó cứng cáp lắm anh em ạ. Đó. Rồi, số 9 nha, là 1,6 triệu đồng. Loa bass Sony, dòng loa bass 30. Rồi, cặp loa Nhật ở bên đây. Hình thức thì hai chiếc nó hơi khác màu một chút nha. Hai chiếc hơi khác màu một chút. Chiếc này màu vàng đậm và chiếc này màu vàng nhạt này. Khác màu thôi, còn chất âm cũng như là thông số đều như nhau hết anh em. Này, bên trong này côn cũng vừa đủ xài. Đó, rồi cổ tử loa cũng khá là to. Mã số 10, giá là 900 ngàn đồng. Hiệu Sansui. Đến từ Nhật ha. 6 ohm. 15W đây. Đó, những cái dòng loa Nhật từ loa bass, loa mid, loa chép này chỉ có mấy chục watt thôi anh em ạ. Hiếm có loa nào mà 100W hoặc là 100W lắm. Đa số chỉ mấy chục watt là nó đánh cũng ok lắm rồi. Hiệu Sansui nè. 15W 6 ohm nha. 15W không phải là nó yếu hay là nó đánh nhỏ đâu anh em. Thực chất là cái mức công suất đầu vào, trung bình đầu vào nó là như vậy thôi. Còn nếu như mà nó đánh hát to thì nó cũng tương đối là khá to nha. Nó không có nhỏ đâu. Nó mình thấy 15W nó ít vậy chứ nó hát to lắm. Và bass nó đánh ra cũng rất là đầy. Hiệu Sansui. Đây là chữ quốc nè anh em. Quốc là chuyên về tiếng bass ha. Đó, màng đẹp anh em. Rồi gân vải lụa được úp ngược. Gần này còn mềm, mình có thể xài được khá là nhiều năm nữa mới hư được. Ở chiếc này cũng vậy ha, hai chiếc thì màu đậm và màu nhạt một chút này. Rồi, mã số số 10 giá là 900 ngàn nha. Đây là dòng loa bass Sansui 25 đến từ Nhật Bản. Rồi cặp loa chép Victor. Đây là một dòng loa chép Titanium, dòng đời cao cấp anh em ha. Tháo chung thùng loa bao quay ra và cái thùng nó tương đối là khá là đắt tiền. Nó tầm khoảng trên 4 triệu anh em ạ. Nó hiệu Victor 8 ohm Japan 80W đây. Đó, dòng loa chép đôm titanium mà, bên trong là màng titan này anh em. Nó còn đứng vậy, đẹp cả nha. Đó, rồi mã số 8 giá tiền là 800 ngàn đồng. Hôm trước em cũng có về một đôi như thế này này. Đó, có bác kia bác mua rồi, cũng nhiều anh em hỏi đấy. Rồi anh em có thể xem video mà gặp cái cặp chép này, liên hệ cho em nha. Bởi vì em vừa thêm một đôi như thế này. Đó, mã số 8 giá là 800 ngàn đồng cho một đôi. Đó, hình thức thì cũng còn sạch sẽ sạch đẹp, nó còn mới nên mạng khoảng 95% rồi. Đó, và như 100% ha. Đó, bên trong là màng titanium này,
mảng nhôm titan ha. Đó, mã số 8, giá tiền là 800 000 đồng cho một đôi. Đó, đẹp cả anh em, cảm ơn còn đẹp lắm. Hiệu Victor đến từ Nhật Bản ha. Rồi nhờ những cặp loa chép xì. Đây này, đây là một cặp loa chép xì từ Aneco móng ngựa anh em này. Đó, dòng này chép xì ha, nó ra tiếng tương đối là khá là nét anh em. Chép xì thì nó sẽ chia ra làm hai phần ha, một phần là khoảng 80 đến 90% là chép, còn 10 đến 20% là tiếng lời ca ha. Rồi cái cặp này mã số 12 giá là 600 000 đồng này, đây là dòng loa chép xì từ móng ngựa Aneco, hàng của Nhật nha, hiệu Diatom anh em. Đó, 4 ôm. Đó, hai chiếc này đẹp như nhau cả, đây cũng vậy này. Đó, đều đẹp như nhau ha, đây là cái từ của nó đây, bên trong là từ Aneco móng ngựa. Nó còn đẹp còn mới lắm, và cái kiềng bằng inox anh em ạ. Rồi, cặp này mã số 12 ha, giá tiền là 600 000 đồng này. Và hai cặp loa chép Diatom hàng của Nhật. Đó, mã số là 5032. Đó, em đang có hai cặp nha, hai cặp đều như nhau cả anh em. Mã số 11 này, giá là 500 000 đồng cho một đôi. Đó, bốn chiếc như nhau này. Hai chiếc này màu đen, còn hai chiếc này thì có một chiếc nó hơi màu nâu da bò một chút anh em. Này thì em test hết trơn rồi, bốn chiếc đều như nhau nha. Nó bác nào mua trước thì lựa cặp nào cũng được, và bác nào mua sau thì có thể lấy cặp còn lại nha. Đó, mã số 11 này giá tiền là 500 000 đồng cho một đôi. Chép Diatom 5032 đến từ Nhật Bản đây, 6 ôm 20W. Đó, em đang có hai đôi giống nhau nha. À, mã số 11 giá tiền là 500 000 đồng cho một đôi. Còn đôi loa bass 25 từ Aneco móng ngựa này. Đó, mình thấy cũng còn khá là ok nha. Và những cái dòng từ móng ngựa này nó sẽ chuyên về tiếng lời ca, tiếng mid của mình. Tiếng bass thì nó không có chuyên mấy anh em. Dòng này dòng cổ mà, nó không chuyên tiếng bass mấy. Nhưng mà được cái nó đổ lại cái tiếng lời ca rất là dày nha. Nó dày còn hơn là những cái dòng từ trường như thế này nữa anh em. Đó, nó chuyên về cái tiếng mid của mình là nhiều, tiếng lời ca ha, rất là dày. Nó trợ kháng là 6 ohm này. Đấy, dòng thương hiệu đến từ Diatom nha. Đó, mã số 14 giá tiền là 900 000 đồng cho một đôi. Và những cái cặp này mình có thể làm loa mid low để hỗ trợ cho dàn karaoke của mình. Đó, bass 25 nha, ngắn đồ cản lô mid vô. Này, nó có hai đầu chìa ra, cũng còn đẹp còn mới, mang màu giấy và gân vải lụa úp ngược nha. Đó, phía dưới đây nó cũng có một lớp tẩm dầu rồi. Mình xài thời gian ở gân nó sẽ mềm dẻo ra. Hiện tại nó còn hơi cứng do lâu ngày đó anh em, mình không sử dụng á, nó còn hơi cứng ha. Rồi, cặp này mã số 14 này. Giá là 900 000 đồng cho một đôi nha. Diatom từ móng ngựa. Và cặp mã số 13 là giá 400 000 đồng. Đây là dòng loa chép đến từ nhà Sansui. Này, chép tít tắt rất là ok nha. Chép 7 ohm này, 12W đến từ Nhật Bản đây. Đó, cặp này dòng loa chép giấy anh em ha, còn đẹp còn mới lắm. Này, mã số 13, giá tiền là 400 000 đồng cho một đôi. Nó đẹp như nhau, nguyên zin nguyên xịn nhau ha. Có cái mũi thì nó hơi móc bóp một chút thôi, không đáng kể anh em ạ. Rồi, 13 này ha là 400 000 đồng. Và cái chiều vành, cái vành đường kính vành tròn của nó tầm khoảng 9 phân ha, tầm khoảng 9 phân. Rồi, cặp loa tiếp theo cũng là dòng Diatom. Đó, bên trong là côn lớn này anh em, và xương gan đúc bản chấu lớn nữa. Rồi cái từ cũng lớn ha, từ khá là lớn anh em này. Đó, hiệu Diatom, mã số là 2526. Đến từ Nhật Bản đây, 20W nha. 20W 6 ohm. Rồi, con này cũng vậy. Như nhau cả anh em ạ. Này, hai chiếc như nhau, mã số 15. Giá tiền là 1 triệu nha, bởi vì con này từ lớn, từ xương sắt, xương gan đúc bản lớn và côn cũng lớn anh em. Này, mã số 15 giá 1 triệu nha. Cầm một chiếc là lên nó cân nặng giống như là gần gấp rưỡi cái chiếc kia rồi. Diatom 2526 nè. 6 ohm ha, đến từ Nhật Bản đây. Rồi mã số 15 giá tiền là 1 triệu đồng cho một đôi. Này, bên trong là côn là cũng khá là lớn rồi. Đó, con này có thể hát karaoke được nha. Con này cũng vậy này. Đó, sạch đẹp như nhau cả anh em. Và cái xương gan đúc nó lớn như thế này, nó đánh bắt cũng dữ lắm. Đó. Rồi mã số 15 giá là 1 triệu đồng cho một đôi ạ. Cặp chép Victor, em đang có hai cặp, đây là dòng loa chép đến từ Nhật cao cấp ra. Mình nhìn thấy cái màng loa này, màng bằng giấy màu vàng da bò ha, màu vàng nâu da bò này, hai cặp nhằm chép cao cấp đến từ Nhật Bản anh em. Nó hai cặp thì nó có cái kiềng, nó có cái vành màu đen và cái vành
màu sắt si 7 màu nữa anh em. Thì hai cái vằn này đều như nhau. Đó, đều như nhau trơn ha. Hiệu Victor đây, em sẽ lấy chiếc này cho rõ hơn này. Đó, hiệu Victor 8 ohm, mát 25W đến từ Nhật Bản. Mình nhìn thấy nó mỏng manh, nó đơn sơ chứ cái tiếng nó kêu to lắm anh em. Nó kêu to và nó kêu rõ lắm nha. Nó không có dở đâu, bởi vì đây là dòng chép cao cấp đến từ Nhật Bản mà, màu giấy da bò này. Đó, cặp này giá tiền là 500.000 đồng cho một cặp nha. Mã số 16 này, đến từ Nhật Bản, Victor. Em đang có hai đôi. Đó, hai đôi như nhau ha. Đó, cái màng màu giấy bằng giấy da màu da bò. Hai đôi đẹp như nhau luôn, màu đen và màu sexy 7 màu này. Đó, bác nào muốn lấy cặp nào lấy nha. Tầm tiền hai đôi đồng giá nhau là 500.000 đồng cho một đôi. Mã số 16 anh em ạ. Đây, hai cặp loa mid của nhà Victor. Đây là loa mid đường kính là 12 ha. Còn nếu như mà mình đo tròn phiền nó tầm khoảng 13 14 anh em. Đó, bác nào mà quan tâm đến kích thước của cặp nào lên Zalo em sẽ gửi từng kích thước của từng đôi ha. Đó. Loa mid này tiếng hay lắm và nó có cả cái hộp để liền vô cái loa mid đây. Đó, hỗ trợ cho dàn nghe nhạc hoặc là dàn karaoke của mình làm loa tiếng mid ha. Ta rất là rõ và to, có cái hộp này. Đó, hiểu Victor em đã có hai đôi. Và giá tiền là 600.000 đồng cho một đôi, mã số 17 này. Đó, hai đôi như nhau nha, liền cả hộp luôn. Đó, mình có thể hỗ trợ cho dàn karaoke của mình, tiếng mid hoặc là dàn nghe nhạc đều được nha. Bổ sung thêm tiếng mid của mình, tiếng lời ca đó anh em. Đó, mid tiền hộp của nhà Victor, Nhật Bản này. Giá tiền là 600.000 đồng cho một cặp, mã số 17 đây. Rồi, cặp loa Diatom. Đó, em đang có hai đôi nha, đôi bên đây và đôi bên kia. Thì đôi bên kia là hàng đẹp anh em, giá tiền là 1 triệu. Còn đôi bên đây thì hàng nó bị cấn một cái góc ở đây này, nó bị tét cái màng nha. Tét cái màng này nó xấu thôi, còn chất lâm thì vẫn như một, không có ảnh hưởng hay là nó không có kém đâu. Đó, bác nào mua em sẽ dán lại cho, có nghĩa là em sẽ dán ở dưới mặt sau này này. Còn mặt trước thì để nguyên nha, nó sẽ xấu hơn một chút anh em ạ. Xấu một chút. Đó. Rồi chất lâm thì như một, không khác gì hết trơn anh em này. Còn chiếc còn lại là còn đẹp nha. Có chiếc này vận chuyển với bị cấm một chút thôi. Bắt đầu em sẽ dán ở phía sau lại để mình xài. Đó, cặp này một chiếc nó bị vậy em bán 700 ngàn ha. Còn nếu như mà đẹp nó tầm khoảng 1 triệu anh em ạ. Này cái xương gang đúc khá là to anh em. Hiệu đê tông nha. Thì từ cũng lớn, cầm nó nặng trịch, cầm nó rất là đầm tay. Đó, bên trong là côn dí nó trơn ha. Nó chỉ mối là tét một chút ở cái màng thôi. Đó, bác nào mà không quan trọng hình thức có thể mua cái cặp này về. Để mình xài mình hát ha. Hát nghe nhạc và hát karaoke cũng được nữa. Đó, mã số 18 700.000 đồng này. Đó, một chút màng, bác ông em sẽ vá lại, sẽ dán lại phía sau cho nó cứng cáp rồi mới gửi cho các bác nha. Rồi, mã số 18 á, giá tiền là 700.000. Cặp Pioneer. Em tháo chút hùng loa Pioneer bán Nhật ra, mình nhìn thấy cái cụ từ rất là ok. Này, mã số 19 này, giá tiền là 1.700.000 nha. Đó. Hàng của Nhật xịn, dòng Pioneer cao cấp anh em. Em tháo cho thùng loa Pioneer CS 7001 ra đấy. Đó, bát 25 và bên trong là côn lớn này. Côn cũng khá là lớn nha. Rồi cụ từ loa đây. Còn xịn sò lắm em. Còn mới còn xịn lắm. Nó không đến nỗi nào mà nó lão hóa hay là nó xuống cấp đâu. Bởi vì những dòng này mình xài cả đời nó cái từ nó vẫn còn nguyên này. Nó không bị xuống từ anh em ha. Rồi bên trong là côn zin này. Đó, tất cả đồ zin hết. Còn cái chỗ này thì nó bị oxy hóa bị sét. Do nó nằm trong thùng đó anh em. Lâu ngày nó sẽ bị sét ha, cặp nó cũng vậy hết trơn á. Này, đây là dòng Pioneer nha, có cái logo sừng trâu. Chỉ một gân thôi, bác mong em xét hai gân luôn, giá tiền là 1.700.000 là bao gồm hai gân rồi. Đó, mã số 19 này, 1.700.000 ha. Dòng Pioneer cao cấp đến từ Nhật Bản ra. Đó, rất là đẹp và nặng anh em ạ, cầm lên nặng chịch ra. Đó, anh em có thể mua về hát karaoke hoặc là nghe nhạc đều được. Hai cặp loa bass Nhật, dòng loa bass 20. Đó, em đang có hai đôi tiếp này, thì có một chiếc này nó cái lỗ mũi hơi xấu thôi. Này, nó muốn hơi nhanh một chút nha, hơi xấu, còn về chất âm này như một thôi. Đó, nó chỉ xấu nó mũi một chút ha. Hai cặp đều như nhau của nhà Victor 8 ohm đến từ Nhật Bản 25W này. Nó dòng này côn cũng khá lớn anh em, bass 20 mà côn lớn bằng loa bass 25 rồi. Để nghe nhạc và hát karaoke du dương gia đình mình ha, nó không nên mang ra ngoài trời hát. Bởi vì nó loa Nhật mà, nó đâu cho phép mình hát karaoke cường độ lớn đâu, du dương gia đình thì được. Nó bass 20 và gần được tẩm dầu ha, nhìn thấy là cái dầu rất là bóng và nó còn ướt anh em ạ. Đó, gân vào đồ tẩm dầu. Và như cái gân này mình xài khoảng
chắc phải chục năm nữa thì may ra nó mới xi nhê được nó một chút thôi, chứ bình thường bây giờ mình xài nó lâu hư lắm. Khi mà cái kênh tẩm dầu vô rồi nó cái hiệu quả và cái độ bền nó phải gấp 3 4 lần cái kênh mà không tẩm dầu nha. Đó, bát 20 màng giấy da bò này. Còn dòng này chuyên về tiếng 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 bát thôi, tiếng bát cũng ok lắm bởi vì em đã test trong thùng nữa rồi, ra tiếng bát rất là đầy ha, và tiếng mít cũng hay nữa anh em. Mà số 20 là 600.000 đồng cho một cặp, em đã có hai cặp giống nhau đó, hai cặp giống nhau ha, này làm lo mít lâu cũng được hoặc là làm lo bát cũng được. Rồi mã số 20 giá là 600.000 đồng cho một đôi này, mã số này viết to đến từ Nhật Bản nha, 8 ôm mát là 25W này. Đó, Nhật Bản đây. Đây, cặp loa chép của nhà Diatom cũng là dòng loa chép cao cấp anh em. Đây Made in Japan 2 đây, Diatom model là 4035, 8 ôm 15W, đến từ Nhật Bản ha, và được trang bị một cái kiềng đúc nguyên khối bằng gang này. Con này cũng vậy, mã số là 21, giá tiền là 500.000 đồng cho một đôi ha. Đó, dòng loa chép giấy mình thấy nó nhỏ nhỏ chứ nó kêu to lắm anh em. Cái cặp em vừa test rồi kêu rất là to, kêu hố lắm anh em ạ, hố mà to ha, dành cho nghe nhạc thôi, mình không nên hát karaoke, nó rất là dễ cháy nha. Đó, nghe nhạc thôi anh em ạ. Đó, Nhật Bản đây. Rồi cặp này giá tiền là 500.000 đồng, mã số 21 này. Đó, đẹp như nhau anh em ạ. Và cuối cùng là đô bát 25 cũng được trang bị gân vải lụa tẩm dầu rất là mềm. Cái cặp này chuyên về tiếng bát nha, này chuyên về tiếng bát và cái độ nhún này anh em thấy nào, nó mềm ơi là mềm luôn, rất là mềm và dẻo nha. Bên trong là côn tầm khoảng 250 để dành cho nghe nhạc anh em. Và hiệu và con này hình như là không có ghi hiệu trên đây, trở kháng là 8 ôm 50W đến từ Nhật Bản nha. Và chiếc này cũng vậy này, đó 800.000 đồng mã số 22, 8 ôm 50W Nhật Bản này. Đó anh em thấy cái lớp dầu không, cái lớp dầu hầu như là nó muốn tràn trề ra ngoài luôn, nó rất là nhiều nha, và những cái vết dơ vết bụi nó dính vô đây mình không thể lấy được, nó dính vô chất dầu rồi này. Chiếc này cũng vậy ha. À, đẹp lắm anh em, là cái độ nhún này rất là mềm và dẻo luôn. À, con này đánh bát một phát một lần nó nghe rất là mềm, mềm như bún anh em ạ, à, mềm xèo luôn nha. À, bát 25 màng đẹp, nó mũi đẹp này, à, tất cả đều đẹp hết. Rồi mã số 22 nha, giá tiền là 800.000 đồng cho một đôi. Nhìn cái gân tẩm dầu nó ăn tiền đủ tiền rồi anh em, à, rất là ok nha. Đó, à, bát 25, rồi 22 800.000 đồng bát 25 này. Rồi và kênh em vừa lên sóng báo giá một số đồ loa bát phím chép Nhật này. Các bác quan tâm liên hệ cho em qua số điện thoại 0966 812 781. Em ship hàng toàn quốc ạ. Và em xin cảm ơn, xin chào, tạm biệt.